Dạy công dân để tôi dạy cho mày cách làm người. Không được đâu, chút tụi tôi đã đánh thầy chết luôn đó. Tại sao bọn mày lại phá bọn tao? Đừng dây vào chuyện của bọn mày đấy. Không thì xác định đi. Tôi nghe nói học trò của thầy định bắt nạt học trò của tôi hả? Còn nếu như tôi thắng, cô hẹn hò với tôi nhé. Tôi thì sao?